chào toàn thể các bác. Và ngày hôm nay bên công pro audio có ghép một bộ karaoke trị giá 37 triệu đồng, một bộ karaoke 37 triệu đồng. Bộ này trị giá là 37 triệu đồng các bác nhá. Gồm một quản lý nguồn này, và mic không dây, và chiếc vang số, và một chiếc lọc xì, và một chiếc cục đẩy 4 kênh, và một cục đẩy CFPN 7.2 để đánh hai quả súp hơi 50 như này các bác nhá. Hai quả súp hơi 50 như này. Và hai đôi loa JBL 6120 MK2 các bác nhá, phiên bản màu đen rất đẹp. Và cả bộ này là 37 triệu các bác nhá. 37 triệu cho bộ karaoke. Cái này có thể nắp được luôn vào quán hát các bác nhá. Nhiều quán hát còn không bằng bộ này của em cam kết với các bác luôn. Nhiều quán hát không bằng bộ này. Quá là nhìn vẻ bề ngoài thôi là đã rất là hay rồi. Hai củ bát 50 các bác nhá. Hai củ súp bát 50 đơn giờ xếp hàng bãi. Cam kết với các bác là đánh hội trường sự kiện khoảng 300 khách đánh vẫn rất là tuyệt vời. Không sao cả. Bát RCF này. Rất là chất lượng. Hai đôi JBL 6120 MK2, và cả một dàn tủ đồ như này nữa thì là mai em sẽ đi em setup. Các bác để ý video, và các bác nào có nhu cầu lắp những bộ karaoke chuyên nghiệp và cao cấp như này thì liên hệ cho em qua số 0708 761 888 các bác nhé. Và địa chỉ của em ở thành phố Hưng Yên, nhìn rất là hầm hố. Và bây giờ thì em sẽ mở đoạn nhạc lên để cho các bác cùng nghe và thưởng thức chất âm của bộ karaoke trị giá 37 triệu này các bác nhé. Gặp anh trong phút này là mừng trong phút này. Thì sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật đi lắp ráp là cực kỳ chuyên nghiệp, nên là các bác yên tâm. Với kinh nghiệm khoảng chục năm trong nghề, đã đi live show sự kiện rất là nhiều rồi, thì các bác nào có nhu cầu những chiếc con vang số ở khoảng độ 100 km quay đầu thì các bác liên hệ cho em. Em cho bên kỹ thuật bên em đi lắp ráp cho các bác nhé. Các bác lưu ý là bên em là có thợ kỹ thuật rất là chuyên nghiệp, với khả năng đánh đàn guitar, hát và coi như là sử dụng ghép đồng bộ các thiết bị rất là tuyệt vời các bác nhá. Em thì là nó rất là tốt rồi, nhưng mà bên kỹ thuật của bên em nó sẽ chuyên sâu hơn em, gọi là đỉnh cao luôn các bác nhá. Với kinh nghiệm 10 năm thì làm đám cưới sự kiện, xử lý rất là nhiều các trường hợp khó khăn. Ok, em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong clip lần sau.